GoPro Hero 10 Black, một chiếc action cam phải nói là khá đắt anh em ạ. Trong tầm giá khoảng độ hơn 13 cho tới gần 14 triệu đồng, chiếc GoPro Hero 10 này có một số anh em sử dụng và đã đánh giá rằng là cái chiếc action cam này nó không khác gì so với cả GoPro Hero 9 cả. Vậy trong video lần này mình sẽ cùng đập hộp cũng như là vọc vạch em này một chút. Bắt đầu thôi. Thì với cái chiếc camera này chúng ta có thể thấy rằng là ở ngoài hộp thì có ghi một số cái thông số nâng cấp, thì mình thấy rằng là nó không có gì quá là đáng kể so với cả phiên bản GoPro 9 cả, như là HyperSmooth 4.0 này, như là sử dụng một con chip mới đây có tên là GP2 anh em ạ, và nó sẽ quay ở 5,3K ở 60 fps hoặc là 4K ở 120 fps, tức là nó có nâng cấp hơn một chút rồi. Còn bây giờ thì hãy cùng mình unbox cái chiếc camera ra anh em nhé. Vẫn còn nguyên siêu đây. Đấy, nguyên siêu được phân phối bởi Tokyo Camera. Ok, hãy cùng mình bóc siêu thôi nào. Ok, và khi mà bóc siêu ra thì chúng ta sẽ có một cái hộp như thế này. Mình cảm thấy nó khá là thích khi mà với những phiên bản GoPro gần đây thì chúng ta sẽ có một cái hộp cứng đựng như thế này, sẽ không phải mua thêm các cái hộp đựng ở bên ngoài nữa anh em ạ. Với hộp này thì sẽ là đủ để đựng cho chúng ta máy quay này, pin cũng như là một số các phụ kiện cơ bản rồi. Đấy, mình sẽ mở nó ra nhé. Bên trong chúng ta vẫn sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này, và cái điểm mà mình quan tâm nhất đấy chính là máy quay mà thôi. Đấy, đây sẽ là chiếc GoPro 10 của chúng ta. Thì về cái ngoại thất của em nó phải nói là không có khác gì so với cả phiên bản GoPro 9 cả đâu. Cho nên là nếu mà anh em quan tâm cần một chiếc action cam gọi là phiên bản mới, cải tiến gọi là all new từ ngoài và trong ấy thì không có đâu. Chúng ta chỉ có cải tiến ở những cái thứ bên trong mà thôi anh em nhé. Ngoài ngoại hình ấy thì em nó sẽ chỉ có khác số 9 ở đây bây giờ thay thế bằng số 10 Black. Chỉ có vậy mà thôi anh em ạ. Thì với cái chiếc action cam này mình sẽ tạm thời đặt nó sang một bên đã. Chúng ta sẽ cùng xem trong hộp xem nào. Chúng ta sẽ có một sợi cáp sạc A2C. Chúng ta sẽ có một số các cái phụ kiện như là ngàm chuyển đổi, một số các cái ngàm và ốc vít cũng như là băng dính 3M để có thể dán lên mũ bảo hiểm, là cái thứ mà chúng ta thường xuyên sử dụng nhất, là những cái người mà thường xuyên sử dụng nhất những cái chiếc GoPro ấy, thì sẽ là gắn lên mũ bảo hiểm. Chính vì thế mà GoPro sẽ gửi cho chúng ta cái miếng băng dính 3M này để dán lên mũ anh em nhé. Thật sự là mình rất là thích cái hộp này anh em ạ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nhân vật chính chúng ta ở đây, chiếc GoPro Hero 10. Thì với cái chiếc máy quay này nó có cái điểm gì cải tiến đây? Mình sẽ lắp thẻ nhớ vào trước đã. Ok, thì cách lắp thẻ cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ bóp vào cái lẫy mở ở đây và chúng ta đẩy thật mạnh xuống. Đấy, đẩy xuống. Rồi, như vậy là đã thể bẩy được cái lẫy này ra. Những cái phiên bản gần đây thì GoPro cho chúng ta một cái lẫy này đóng mở rất là chặt và thêm một cái gioăng cao su chạy liền ở phía bên trong nữa, cho chúng ta một chiếc máy khả năng chống nước rất là tốt anh em ạ. Và đây, thẻ nhớ thì sẽ được cắm vào đây. Và cái điểm cải tiến đầu tiên khi mà chúng ta nhận thấy dễ dàng nhất ở cái khe cắm thẻ nhớ này so với cả phiên bản GoPro 9, đấy chính là khi mà trên phiên bản GoPro 9 chúng ta bấm một phát, nó bắn piu phát ra ngoài và rất là dễ để mất cái thẻ nhớ này. Đấy, nếu mà anh em quay ở trong rừng này hay anh em nào quay ở biển chẳng hạn, bật piu phát là bắn phát ra ngoài là mất thẻ luôn. Còn trên GoPro 10 thì sao? Bật một phát là nó bật ra rất là nhẹ mà thôi. Đấy, nó sẽ giữ ở một cái lẫy như này và chúng ta có thể dễ dàng nhấc thẻ ra bên ngoài. Đấy, mình sẽ lắp thẻ vào nhá. À đấy, quên mất một cái điểm nữa. Cái thẻ nhớ mà mình khuyến khích anh em sử dụng ấy, đây cũng là một cái thẻ nhớ mà trên trang chủ của GoPro người ta hướng dẫn cũng như là khuyến khích anh em sử dụng luôn. Đấy chính là cái thẻ SanDisk Extreme Pro. Đấy, cái thẻ mà có cái màu đỏ vàng như thế này này. Thì anh em nên sử dụng cái thẻ này nhá. Nó sẽ cho chúng ta một cái tốc độ đọc ghi rất là ổn, và với cái dung lượng lưu trữ nó cũng rất là ổn nữa. Nó hạn chế cái khả năng gọi là chết thẻ. Và mình để ý rằng là khi mà mình quay bằng những cái chiếc thẻ này này thì máy nó cũng hạn chế, nó ít nóng hơn so với cả những cái loại thẻ gọi là tốc độ thấp, dung lượng thấp. Đó, chính là vì thế mà khi mà chúng ta sử dụng những cái loại thẻ hợp lý, phù hợp với cả chiếc máy quay thì nó cũng tối ưu hơn cho chúng ta rất là nhiều, đúng không nào? Ok, đi qua về bên ngoài như thế rồi. Chúng ta sẽ cùng vào đến phía bên trong của chiếc máy luôn nhé. Những cái điểm cải tiến đầu tiên mà mình cảm thấy ở trên chiếc GoPro 10 này đấy chính là gì? Cái điểm đầu tiên đấy chính là một chiếc máy cho chúng ta cái tốc độ xử lý nhanh hơn, tốc độ bật máy cũng nhanh hơn nữa anh em ạ. Với cái con chip mới này thì khi mà mình lướt cảm ứng nó rất là mượt và mọi cái thao tác nó gần như là nó phản hồi ngay tức thì, và kể cả khi mà mình đang ở trong chế độ tắt như thế này. Đây, mình sẽ chuyển lại sang chế độ tắt nhé. Mình sẽ ấn giữ 3 giây cho nó tắt này. Đấy, máy tắt đi này. Khi mà chúng ta ở trong chế độ tắt và GoPro nó có một cái chế độ đấy là Quick Capture thì nó sẽ rất là tiện cho các em nào mà sử dụng những chiếc action cam như thế này. chúng ta cần lưu lại khoảnh khắc ngay tức thì, và chúng ta sẽ không phải chờ khoảng độ 3 giây để bật máy lên, sau đó thì bấm nút quay mất thêm vài giây nữa, thì chúng ta sẽ không phải làm như thế. Mà với GoPro thì có cái chế độ Quick Capture này, chúng ta sẽ chỉ cần ấn luôn vào cái nút quay ở phía bên trên này. Đấy, mình thử nhá, ấn phát này. Như vậy là máy đã lập tức quay luôn. Rất là thông minh đúng không nào anh em? Rất là thông minh, và mình rất là thích điều này. Thì đó là một số các cải tiến cơ bản mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy được trên chiếc máy quay này. Ngoài ra thì về cải tiến dung lượng pin này, cải tiến về tốc độ khung hình, cải tiến về chất lượng của video hay là quay thiếu sáng các thứ ấy, thì những anh em reviewer khác có lẽ cũng đánh giá cho anh em khá là kỹ rồi đúng không nào, thì mình sẽ không nói trong video này nữa anh em nhé. Ok, và như vậy là chúng ta đã vừa đi qua một clip đập hộp nhanh chiếc GoPro Hero 10 Black. Và hy vọng là em sẽ cảm thấy yêu thích video này của Tokyo Camera. Và đừng quên ủng hộ cho mình xin một like, một sub, cũng như là hãy nhấn một nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những video mới của chúng mình. Cũng như là cái video sắp tới thì mình nghĩ là mình sẽ test cái chiếc camera này để xem là cái thời lượng quay thực tế ở cái tốc độ khung hình là 30 fps, ở độ phân giải là 4K, để xem là cái chiếc máy quay này nó có thể trụ được bao lâu, cũng như là quay liên tục thì xem nó có nóng hay không anh em nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.